Em chào chị Phương ạ. Cảm ơn chị đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay ạ. Đầu tiên thì chị có thể chia sẻ cho mọi người biết là quá trình chị biết đến Reddit như thế nào được không ạ? Thì mình biết đến Reddit cũng rất là tình cờ. Khi mà mình qua nhà một người bạn mình chơi thì mình thấy có một cuốn tạp chí. Trong đó thì có đăng căn hộ mẫu của Reddit ở bên Phú Mỹ Hưng. Đó cũng là lý do mình biết đến Reddit. Căn nhà đó mang phong cách gì mà để lại ấn tượng cho chị ạ? Thường thì mình thấy cái phong cách về nội thất á, là theo một khuôn mẫu. Nhưng mà bên cái căn nhà mẫu mà mình xem của bên Reddit thiết kế á, thì nó lại theo một hơi hướng hiện đại. Tháo mất một cái phòng ra luôn và ảnh thay bằng cái vách, làm rộng thêm cái không gian á. Mình ít thấy ở cái căn hộ khác thì nó làm cho tối ưu được cái không gian và làm theo một cái kiểu rất là hiện đại và rất là hay, sáng tạo, rất là ấn tượng. Rất là ấn tượng. Em hỏi thêm một câu là tại sao chị lại lựa chọn phong cách zen cho căn hộ của mình ạ? Gia đình mình thì thấy là zen nó rất là thiên nhiên, thân thiện. Và khi mà mình muốn là cái căn hộ của mình khi mà mình về có một cái cảm giác bình yên, thì cái đó mình thấy là zen làm cho mình, đem lại cho mình cái cảm giác đó. Dạ. Vậy về thiết kế, chị thấy bản vẽ cuối cùng đã đúng với mong muốn và phong cách thiết kế mà chị lựa chọn chưa ạ? Trong suốt cái quá trình thi công á, thì mình cũng làm việc và trao đổi xuyên suốt với lại team, cho nên mình thấy cái bản vẽ và thiết kế cuối cùng đã phù hợp với mong muốn của mình. Dạ, vậy thì trong căn nhà của chị thì chị thấy chi tiết nào mà sáng tạo mà chị thích nhất? Trong căn nhà mình ưng ý nhất là phòng của em bé. Tại vì bên team thiết kế theo kiểu giường tầng, như vậy thì là tối ưu được không gian ở phía bên dưới giường, thì là không gian cho em bé có thể là học tập hoặc là chơi. Rồi khi tối thì mình leo lên trên phía trên mình nghỉ ngơi. Và chi tiết cái cầu thang thì mình cũng làm để có những cái ngăn kéo rất là tiện lợi, để nó không chỉ là cầu thang mà nó còn vận dụng được cái việc là mình để thêm đồ đạc cho nó gọn gàng. Mình thấy nó cái phòng em bé nó rất là hay. Trong quá trình mà làm việc với đội ngũ thiết kế và thi công của Reddit đó, thì chị có cảm nhận như thế nào ạ? Mình thấy đội ngũ của Reddit rất là chuyên nghiệp, thân thiện, và các bạn rất là nhiệt tình hỗ trợ khi mà mình có bất kỳ một cái yêu cầu gì, thì bên team cũng hỗ trợ để biến những cái yêu cầu đó thành những cái thiết kế thực tế. Về chất lượng thi công thì chị thấy đã đạt tiêu chuẩn mà chị kỳ vọng chưa? Thì nhờ là trong suốt cái quá trình mà làm việc là có trao đổi kỹ, cho nên là mình thấy cuối cùng thực tế thì đã đạt được với kỳ vọng của mình. Em cảm ơn chị đã tin tưởng và lựa chọn Reddit để cùng đồng hành trong dự án lần này. Em chúc chị và gia đình có những phút giây thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc trong tổ ấm mới của mình. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn em.